Mến chào các bạn nhỏ, hôm nay chị Dương đã quay lại và đã có một bức tranh mới, hình ba hình hai bạn thỏ nè đang ăn cỏ đúng không, và có một bạn chim cũng đang xà xuống để chuẩn bị vui chơi với lại hai bạn thỏ này. Và bên cạnh đó có một cây nấm khổng lồ luôn, rất là to, và có một hai cây nấm nhỏ nữa và một cây nấm to ha. Rồi chúng ta bắt đầu cùng tô màu tranh cát bức tranh này cùng với chị Dương nào. Đã hoàn thành xong bức tranh hai bạn thỏ đang ăn cỏ rồi các bạn ạ. À, rồi chúng ta cùng nhìn ngắm lại một lần nữa nha. Ok, rồi chị Dương mến chào các bạn nhỏ ở đây thôi. Tạm biệt các bạn.